Rồi, chào anh em ha. Hôm nay cũng gần cuối tuần rồi ha. Em lên cho anh em một con siêu phẩm nha, mới về nha anh em. Con này là con Optin MX170C nha. Cái con này là con hàng Nhật Bản nha anh em, chứ không phải là cái con hàng bản mới tại Việt Nam mình, hàng liên danh đâu ha. Con này là chuẩn xịn 100% của Đức nha anh em. Nhật Bản về. Tại vì Việt Nam mình nó cũng có bán một dòng Optin 170 nha anh em, nhưng mà dòng đó không có trợ lực nha. Dòng nó không có chịu lực và sản xuất tại Trung Quốc nha. Đây, cái con 170 thì nó để chữ Trung Quốc ở đây nè, để chữ máy in China trước mặt luôn anh em, trước mặt tiền luôn là để chữ máy in China. Nhưng con này không có để ha, chứ mà con này có chịu lực nha. Con Trung Quốc thì không có chịu lực anh em, chịu lực giật á. Con này giật rất là nhẹ, nổ và nhẹ giật luôn. Con này chuẩn hàng Đức xịn 100% nghe nè. Mà đặc biệt con này đẹp như gần như là con máy thùng luôn, gần như máy mới luôn. Anh em mà mua con này về xài ngon hơn con ở Việt Nam mình nhiều ha. Con Việt Nam mình hơn có 4 triệu ngoài 5 triệu gì rồi anh em. Nhưng mà con đó thật sự là made in China, không có việc trợ lực. Đồ đạc mở dên mộng nó dên trục cơ của nó ra, rồi bạc đạn của nó ra toàn là China hết nha anh em. Như con này là mở ra là phải là một là da băng, hai là gạch mani nha. Cái thằng này siêu ép làm sơn zin theo máy. Làm sơn zin theo máy còn hoạt động ok hết nha anh em. Làm còn rất là đẹp ha. Ok, em test nổ anh em, con hàng trợ lực nó giật rất là nhạy nổ rồi nè. Anh em nghe tiếng máy nè, kéo nhẹ là chạy ha. Tắt ha. Sơn hoạt động ok hết trơn nha anh em. Full chức năng. Gần như mới mới. Rồi con này 3,5 triệu nha anh em. Anh em nào cần thì liên hệ ha. Anh em nào mà điện bớt thì xin đừng điện nha. Giá này em bán chỉ lời đúng 2-3 xị vẫn kiếm tiền sửa thôi nha anh em.